thì nghe là sao? Hôm nay mình mở hội sưng nha, rút lọc đầu sưng. Rút lọc đầu sưng nha, cái này là tố trạng, này là tiền tín dụng. Rồi mày quay mày hay là mày nói? Em nói em giới thiệu anh giới thiệu. Rồi cho tất cả mọi người nha mọi người. Hôm nay là khai lọc đầu sưng đúng không? Mấy em mình trên tên đi xung luôn người trở lại thì có anh Thịnh đang cầm tiền, mình đang cầm nước tao. Nói gì từ từ thôi bác. Chắc xả. Thì lâu có xong rồi. Thì ai có phần ở đây cứ vô mà nước. Năm rút 5, 500 ngàn phần. Thôi 500 ngàn cũng được cái đó. Rồi. Được cái hả? Rồi, 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 chứ rồi à. Mỗi người đâu có một lần không hả? Ờ. Thì cái trước à. Một hồi đi mua ra trên, như là cắt chuột này hả? À. Cắt chuột. Ờ để đi hồi mình. Bắt tham, bắt tham, bắt tham. Mấy mình ra mà lộn, mình đứng đó, mình vô cái người nào ghé xe lại mình cho bắt luôn. Rồi. Tiền phòng là một lần rút là 500 ngàn đó, chơi đi. Rồi sẽ trúng được số tiền trong này. Đi chịu lỗ luôn. Ừ, ngồi ra sao chơi. Thêm một hàng nữa không ta? Ừ, thấy sợ không đủ á. Ờ, trong nhiều. 200 này là đủ ra một cặp này nè. 2 tấm 2 năm. Còn phần đặc biệt này tới 1 triệu nữa nè. 1 triệu hả? 2 triệu luôn. Có đặc biệt đó. Ra sao ra sao ra sao phổ biến ra sao phổ biến trò chơi cho anh ta. Đi nha mọi người ơi. Đi Thịnh ơi. Anh nói nãy giờ nó vụ hút thăm nó có kêu chạy. Thăm đâu bà em. Ba chắc chắn gì má. Cái giải thưởng làm sao mà mày làm 500 ngàn. Anh em mình có trò chơi cũng không nha. Thôi cho bà bầu rút trước nè. Chưa. Bà bầu rút trước nha. Coi dữ rồi. 32. 10 ngàn. Ê mày 37 rồi. 7 rồi. 7 rồi. 32 đây nè. Giải nhất là 200 đúng không? 32, 10 ngàn coi. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Vậy là mấy em không hiểu ý anh trên này. Anh trên giải nhất là phải để số 1. Giải nhất. Ê, giải đặc biệt tới 1 triệu luôn. Ê, dạ. Cái gì dữ trời. Không phải giải đặc biệt. Tính bất giải nhất nhưng mà giải đặc biệt thì nó nằm đây. Đây. Ôi, hợp lý. Hợp lý. Cái này là quá hợp lý mấy em ơi. Đây nè bà, lúc mốt bà coi tôi nè. Không bao giờ sai được. 10 ngàn. Anh kia là vậy đó. Anh kia là tính ảnh thật. Không đồng nè. 24, 25 này cái gì con 32. Chưa. Chưa lại. Được mày, nhanh đi mày. Đâu ai thấy được. Để tôi nặng. Đây nè, số 2 nè. Số 2 đằng sau con ơi. Đủ mới 1 triệu đó. Cái gì vậy trời. Nặng cái gì. 24. Số 4. 34 rồi. Ê. Chưa. Số 4. Đừng ra số nào nữa. Lấy 100 ngàn. Ai. Đừng ra số nào nữa nghe con. À dạ có số nè, có số nè. 50 ngàn. 50 ngàn rồi. 50 ngàn. Chắc là may mắn cũng được, không sao. Rồi tới ai? Tới ai ơi? Tìm. Tới con.
thằng này nghe. Con chị Trâm ố chị Trinh. Thằng này, thằng bú. Thôi hồi chân. Ốp 32 tao đá rồi không 19 cái. Rồi lại nó rung rồi. Số 2 10.000. À. Ra đi đâu về chỗ. Chính này có cái nhà này bốc chưa? Ra đây này phát, ra đây này phát. Thảo ra. Chưa phát ơi, nghe đây. Thảo ra nó nhỏ này cũng quá, không có sức cái gì. Tiền mà nó còn có sức mở nữa. Gì trời? Má 1 triệu đi con, 1 triệu đi con, 1 triệu. Không phải đâu, số 2 rồi. Chưa hết. 22. 22 10.000. 20.000, 20.000. Để coi miếng thưởng. 22 đâu? Cho miếng đấy, miếng về cho khách đưa rút trước đi con. Đâu anh Trinh rồi? Nè, 22 10.000. Rồi miếng vô con. Tự may mắn sẽ dành con. Ai vô đặc biệt chị trời. Mẹ chịu á. 24. 24. 24, 20. 20.000 nè con. Ê. Rồi. Rồi. Nè con, hai cho. Đây là Thịnh đi, Thịnh đi. Con cố không? Rồi. Hai đứa này nhìn con với Thịnh trước đi. Hai đứa đi gặp. 31. 31. Để con. Rồi. Cho. Cho xíu mũi rút. Đây rút vô nè. À, tao đang hồi hộp đứa nào rút 1 triệu. Mỹ Xuyên nghe lời anh rút kế anh đi cưng anh đâu rồi. 15. chưa phải luôn nghe phải luôn nghe 20.000 nghe lời anh rút đây nè cưng. Ủa? Cái này nhỏ xíu rồi cưng. Bán gọi hả? Mày nghe lời anh đi, cái này đi anh lấy 50 cũng lẽ mày không. Từ từ người thôi chưa kẹn nhung chưa giao tiền nữa các bạn. Phan đi nhung kìa, nhung xong rồi bán ra đi rồi tới. Má 10.000 tao hoài luôn. Lúc rồi đi mua đi tâm. 10.000. Cái này là sao mấy? 37. 37. Nhanh đi. Gu xì là đéo quá hả anh ấy? Gu xì là cái này nè. Bán đi chơi rồi. Ai da. Hả? Không biết luôn. Ai nói vậy? Chịu rồi, chắc bị chịu chậm rồi. Rồi. Rút xì nha mọi người, chúng mình đặc biệt nha. Vỗ tay cho bé Nhung lên. Không đồng. Xé ơi, xé cưng. Không đồng. Lấy ra mi. Lấy ra là cái gì? Quá lừa đảo rồi. Thịnh rút chưa? Để là tụi em. Rồi lên đây. 200.000 có bay. Vô. 34. Trời ơi 34. Chết luôn rồi, có 10.000 đồng bạc ha. Đâu rồi chị, con chị rồi. Để lại đi cho thằng hết rồi. Mày nói Quyên. Cho khách rút trước đi con. Rồi rút đi. Rồi. Rồi cho mấy đứa nhà. Sao nhiều ghim quá vậy? Kẹp 18. 20.000 rồi. 50. 50. Rồi. Rồi tới 2 đứa, 3 đứa. Chưa con. Để rút xong cái rồi tới con. 13. Ơi 50.000, chúc mừng. Cái này là của
Rồi rồi rồi. Còn em nữa. Còn nhiều mà. Mấy mấy? 20, khoảng còn 20 đâu? 20 ngàn. Đây 20 ngàn luôn nè, đúng luôn. Nè nó nào bắt này nè. Đâu rồi? Tính này cái này nè, cái này nè. Đâu? Của ai? Đúng rồi. Cái này đó, cái này đó Sơn. Có số tài khoản 3. Nè, đúng rồi luôn. Em gọi đi nhé. Là cái gì? Anh đi xem. 29 rồi, 10 ngàn à. Đây. Vô rút được không? Tỉnh rồi chưa? Đâu rồi ai? Rồi. Từ từ, từ từ, từ từ. Có phần hết, có phần hết. Số 3. Ồ, số 3. Trăm ngàn luôn, chúc mừng, chúc mừng. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi, tới ba đứa mày nè. Rung dữ rồi. Xé là gì con? Mười hai phải không? Mười sáu. Ủa? Cầm đây, cầm cầm đây, cầm đây, cầm đây. Gỡ cái miếng kia ra mà xé gấp chưa mày? Số 10. Số 10. Cũng 50 ngàn à. 50 rồi. Rồi. Rồi tới ba đứa mày nè. Rút đi đen. Mỹ sen, Mỹ sen. Rồi, cái nào chưa rút nữa đây. Đợi. Đợi. 17. 20 ngàn. 17 rồi. Rồi chúc mừng ngoài. Quá trời hơn luôn. Rồi rồi đi. Số 1 ở đâu trời? 200 ở đâu? 200 ở đâu? Ai biết tao biết đâu, phải nó gì. Số 12. 50 ngàn. Rồi, anh bảo vô đi. 50 à? Thu anh 3 cái nữa. Đây, bảo nha. Chị nè hả? Vô luôn chị. Vô luôn, hên xui may rủi. Khoan để nó uống xong cái này tới chị. Số mấy? Số, số. Có số hả chị? Chị cô chị số đây hả? Ai? Số mình xui quá. Nhiều kim quá à. Ê, 200 ngàn chưa có nha. Số 5. Số 5. À, 50. Ồ. Rồi, bà chị, rút đi. Rồi, đi xuống đi. Tại em mới cùng dữ. Nghiêng hai góc con. 19. 19. Thôi chị. 20. 20 ngàn. Thôi về chỗ. Về chỗ. Rung rung rồi, rung gạt, rung gạt. 28. Ừ, 28. Chị ơi. Vậy. Nè cho cô tư lúc đó ra. Nhỏ chứ. Phải mà để cho bé này rút cái. Cho nay rút cái ngọc. Ê, để tao gửi cho. Số 9. Số 9 50 ngàn. 200 ngàn vô túi em lại. Cho cậu tư rút cái. Rồi để con gỡ cho cậu. Chịu nè, chịu nè. Chịu hết rồi. Chịu hết rồi. Số 11. 50. Rồi rồi rồi, em nè. Tới anh Khang. Số 1, số 1.
số mấy? Số 4 à? Ê, 100 ngàn nữa nè. Chưa luôn, chưa. Chưa. Số 4 nè, số 4 nè. Rồi, 100 ngàn. Vậy là 300 hả? Tôi cho nhỏ luôn cái chị. Tấm đó hơi hơi bị nặng đấy kìa. Nó này hả? Hơi xui. Chú đặc biệt cái gì? Tấm đền sơn đội gút đó. Để từ từ. Rồi, 25. 25. 25 đây, 20 ngàn. Ê, 25 dưới kìa. Rồi tới ai đúng không ạ? Rồi tới anh Đăng kìa. À, lên nghe mày. Còn hai sĩ á. Rồi gấp luôn, gấp luôn. Để nó anh rút xong rồi tới con. Đây số 3 mấy rồi á? Số 3 mấy rồi hả? Ừ. Sao thấy? Thấy. Ba mấy lận? Ba mấy? Rồi, ba mấy thì. 36. 36. Chế 37 luôn. 10.000. Cái số số. Ngày 36 nó 37. Để cậu rút ra, để cậu rút ra. Em đi rút chưa? Em đi rút rồi hả? Thằng rút chưa? Vậy anh Chanh cũng dính Chanh. Ừ. 200. 26. Cái đang gần 20 kìa. Ờ 20 ngàn cũng được. Rồi tới chị ha. Rồi vô vậy. Xôi. Khoan khoan khoan. Có ai chúng đặc biệt chưa? Chưa. Chưa. Em gửi cho. Túi em tờ ơi. Số 8. 50. Rồi qua sông bên đây đi. Nói chỉ cái đó, đụm cái đó đi. Hối hận nha, hối hận nha. Khoan 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 cậu ơi, cậu khoan cậu còn chưa chưa có người anh em á. Hai trăm số 6 sáu số 9 số 6 50 ngàn. Cậu 200 đó cậu. Dám đúng vậy, đây con gửi cho cậu báo cái này phải không? 200 mấy tài à, còn mấy tài à? Còn này là 23. 23. 20 ngàn. Rút đi. Mẹ hả? Anh xui rồi rút đi. Rút rồi mở. Giá đặc biệt á. Nè em rút 200 đây nè. Này hơi như chung như nhiều nha. Số 1 luôn. Số 1. 200 ngàn luôn. Rồi chúc mừng anh. Rồi con người nghe nghe nghe. Cái dưới này, ở dưới đây. Kế cái đại chị tới dưới. Số 7. Số 33, 10 ngàn. 10 ngàn, 33, đây nè. Rút ra rút mạnh ra rồi cái này. Ủa? 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 Ủa?
Này chị ba rút chưa? Này chia chia nó để số rồi ra được. Để hai chục ngàn khác luôn rồi bà nội ơi. Ê 16 chứ. Cái này. 30. Thôi cho khác đi. Số số cuối cùng đó. À đâu khuyến mãi gì vậy? Ơi được 30 ngàn mày ơi. Được 20 ngàn. Rồi, tạm dừng nha mọi người. Tạm dừng nha, tạm dừng nha. Chào bà con đi, chào đi. Mình thằng lễ đâu á, thằng lễ lương lẹo nè, tao biết lễ lương lẹo nè. Hả?